Xin chào toàn thể anh em đam mê mai rừng nha, lại là mình đây. Rồi hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Thì hôm nay nhóm của mình về cũng được một số cây lùng lực mini cũng đẹp. Rồi anh em vào lại sưu tầm. Rồi kênh của mình thì anh em cũng biết rồi, cứ ngày nào mình cũng lên 8 giờ tối. Mình là chuyên bán phôi mai rừng Bình Thuận. Và cái dòng này thì rất là hiệu quả, nên anh em cứ mua về sưu tầm ủng hộ nha. Sẵn ủng hộ anh em đi rừng luôn. Rồi anh này là anh Bí. Hello anh em. Anh này cũng thường xuyên chiêu tầm những mẫu chân dài quái thú rồi anh em à. Rồi anh em xem kênh của mình nhớ like đăng ký ủng hộ kênh luôn. Chốt rồi nha cây anh của em. Mình bán thì mình có để cái dòng chữ ở trên đó là tên của mình, là tên kênh mình á. Rồi có số điện thoại của mình. Rồi dòng chữ dưới là có ngày tháng rồi mã số cây, rồi giá tiền cây luôn. Anh em coi chốt là cứ thấy mã số cây với giá tiền đó là chốt thôi. Rồi vào việc đi anh em ư. Cây này là cây đầu tiên nè. Rồi chúc rồi. Anh em xem clip vui vẻ nha. Cây đầu tiên của clip nè anh em nè. Đế quá đẹp. Đẹp. Đế nè. Mặt nè, mặt tiền của cây nè anh em. Chi đầy đủ luôn. Cây này nó có một miếng lũa đây, mình lấy cây mình chọt thì nó tới đây thôi nha anh em nha. Cái gọi là lũa cứng. Cây bao đẹp cho anh em, chi bao đẹp luôn. Quanh luôn anh. Rồi quanh. Cây này nặng á. Cây này cỡ tầm 45 kg ha, 40 kg á. Quanh ở đây là 44. Ở đây ha. Vị trí cao là 50. Ừ, vớt thước luôn. Có gần vớt thước không anh em? Đèn bay của nó là 45. Cảnh nó quay cái lại không? Cái bầu là 53. Chốt anh em. Cây khá đẹp anh em ơi, chốt anh em. Rồi anh em lại tiếp tục anh em, một phôi khá lạ lắm nữa. Dễ đế nè, ở đây bay qua đây. Rồi ôi, bay cái đầu. Này gọi là bay xa bay luôn, bay đi á. Bay đi. Rồi co rất là đẹp. Cây không bằng đũa nha anh em. Rồi cây được á, hoành đây anh ơi. Hoành. Hoành 22. Con này chắc cao bay luôn. Bay 61. Cao 50. Bầu 42. Mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi anh em lại tiếp tục một phôi nữa anh em. Đế vá VIP. Cây đế VIP, cây các bạn. Đế này có cây này có miếng đôi bọng nè, ba chi nha anh em nha. Cây chi rất là hợp lý. Cây khá sung. Lực. Rồi quanh. Ù, đế à coi. Cái này to. Quanh. Ở xét là trồng cây thôi nha. Quanh 45. Được không? Các trồng cây mua có chịu máy xe mà tới cao đổ 70. Mua từ Phan Dũng vậy. Bầu 41. Chốt anh em ơi. Dứt. Rồi anh em ơi, lại một cái cây nghệ thuật nữa anh em ơi. Đế nè. Quá vững nhưng mà cái bầu hơi nhỏ nha anh em nha. Đấy, đế. Quá đẹp luôn mà cây nghệ thuật lắm nha. Bữa đi nắng quá anh mệt á, anh lấy bộ nhỏ anh dắt cho phía. Nó xì xì. Tết xong anh bệnh á. Xì xì, quanh. Đẹp quá. Cò lắm. Này bây giờ mình đem vào mình bán 10 ngàn. Quanh 27. Có thằng kia nó cao vị trí này là 45. Bay vị trí này là 58. Bầu là 36. Chốt anh em. Cây liền lẹt á. Đẹp à. Rồi anh em nè, tiếp tục nè anh em. Mạch giữa chưa ấy nè. Đế ok nè anh em nè. Đế rễ rất là ok nha. Cây chì bao đẹp luôn anh em à. Rồi co lắc luôn. Cây quá đẹp anh em ơi. Cây quá đẹp. Quá anh. Ừ anh bọc sẵn hả. Quanh 24. Quanh hả. Cao 68. Bầu 36. Có kêu dứt không? Dứt mấy anh em. Rồi tiếp tục anh em ơi. Một hồi đế tạm được nữa anh em ơi. Cây này cũng bầu nhỏ luôn nha anh em nha. Về dễ trồng cây. Cây đẹp. Co lắc quá đẹp nha. Chi bao đẹp luôn. Rồi quanh. Quần trăng phiết. Quần trăng cô đang ở đây. Móc túi vàng. Quần 21. Cây đó bằng thùng bia với mấy hay là hơn thùng bia? Hơn thùng ken. Ken á. Ừ, thùng ken á. Ken thùng tí. Cao 68. Chả xiên xiên 68 luôn. Xiên xiên là sao? Bầu 32. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế đẹp nữa. Đế đẹp liền lạc. Chì khá đẹp luôn anh em. Cây gió lù bay về một hướng hết luôn anh em à.
Cái này dễ cắm bao phê nha mấy anh em. Cái này dễ con dễ cắm nhiều nha. Trồng xuyên quanh anh em. Rồi. Quanh anh em. Quanh. Quá đẹp. Quanh 37. Cao vị trí này là 55. Nhi. Bay 68. Chốt anh em nha. Cây khá đẹp. Vậy. Tiếp tục anh em ơi. Phôi đế quá dữ nữa anh em ơi. Cây khá già cây mấy anh em ạ. Cây già cây nè. Cây nó có miếng thẹo đây nè, nó đẹp nha. Già da nó nhăn. Vậy làm cái đầu thẹo này lại anh em. Rồi. Còn gì để nói quanh luôn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu à. Cũng như cũng sứ rồi nha. Quanh 35. Cao 45. Bầu 42. Chốt mấy anh em. Anh em. Tiếp tục anh em một phôi. Rồi có cái chủ này nó cũng đẹp anh em à. Chủ sáng vậy đây. Phôi sáng nghệ thuật luôn. Đế quá đẹp luôn. Rồi. Rồi. Chì bay hồi đầu đẹp. Lắc lượng. Hoành luôn. Cái này mà không chơi, chơi cái nào nữa ha. Hoành 20. Rồi sao nữa. Bay 52. Bầu 40. Dứt. Cái này chiều cao. Tiếp tục anh em ơi. Đế khá đẹp anh em ơi. Đế quá dữ luôn. Đế quá dữ. Bỏ thêm một chân bấm này nè. Bỏ thêm một chân à. Cây khá đẹp anh em ơi. Còn lắc này nè. Chì đẹp. Hoành. Hoành luôn. Hoành 25. Sao giờ thì tới gần gần đây nè. Đứng không làm gì. Cao xuyên 70. Bầu 37. Chốt. Chốt mấy anh em ơi. Đẹp mà. Tiếp tục anh em. Một full mini đẹp. Nữa. Để ok nha. Nha cây văn nhăn nha anh em nha. Đẹp lắm. Nghệ thuật đó. Bay ra hồi đầu lại nè. Hoành anh biết. Quanh. Quanh 26. Để đó, để quanh năm để cao cho. 40. Bay luôn. Bay 40 luôn. Bầu 35. Chốt anh em ơi, cây khá đẹp. Tiếp tục anh em, một cây tiếp tục một cây quá đẹp anh em ơi. Chơi chi nha anh em nha. Cây gì miêu từ từ giúp cây... anh em coi nè, đó. Chi co lắc rất là lạ. Cây này giống như mấy cây chi mà cứ mấy cái anh kênh TikTok ở Trung Quốc hay làm nè. Khá đẹp, còn gì để nói nữa. Ba chân. Cái bầu khiêm tốn nha anh em nha. Cho anh này ăn Tết xong anh bệnh nên anh dép. Cơ lắm. Nói anh làm con nhỏ nhỏ bầu. Quanh 21. Cao từ vị trí này là 82. Bay từ vị trí này là 60. Chỗ này đánh cành rớt xuống, chỗ này đánh cành rớt xuống nữa anh em à. Cành rớt này là 31 luôn. Ồ, đẹp vậy. Bầu. Rồi, hết đầy đủ luôn. À, bầu nữa. Bầu 32. Mời anh em sưu tầm nha. Đây khá đẹp. Em lại tiếp tục anh em một phôi lực đế đẹp nữa anh em à. Cái này nó có cái máng nước nha mấy anh em. Ừ. Đế đẹp nè. Suối đá bàn á, suối chảy lên nè. Chỗ này là anh em, nó nù, nó lên nù, lên xù nè. Đúng rồi, nù xù luôn. Nó lên nù rồi anh em à. Chỗ này có mấy miếng thẹo làm lại. Ba đấy. Cái này thì có cái miếng lũ thép ở đây. Ông chú này khách hàng cũng đây, tôi đang chốt đây. Chốt hàng thân thiện. Ông chú này thì ổng biết kênh của mình, ổng chạy ra chơi nè. Thôi quanh. Quanh mấy anh em ơi. Quanh 48. Cao nhiêu anh? Cao 69. Cao 100 mấy. Đâu. Để ngang là 54. Lấy cái 99 nữa mà hay. Bầu 50. 49 thôi. Bầu 49 nha anh em. Dứt. Chụp anh em một phôi nghệ thuật nữa nha anh em nha. Cây lũ nghệ thuật. Chi thì bao đẹp cho anh em. Đế cũng bao vững luôn. Vẫn, mai dần mà không biên bản mà. Chân người anh em à. Nè, có miếng lũ thép trong này nè nha. Thể hiện già luôn. Cây đã già nụa. Cái này quanh như đây nha mấy anh em nha. Chưa nghe chết cách xa con ai chơi. Quanh 37. Cao 28. Bay 41. Bầu. Bầu 39. Dứt. Chốt mấy anh em ạ. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế rất là ok nữa anh em à. Đấy, đế quá vip luôn. Cây khá già mấy anh em. Chi đẹp luôn. À.
chi quá đẹp luôn. Cây có mấy miếng thiệu trên chi á. Rồi cây này ở dưới thì thằng sạch sẽ, chi đẹp, đế đẹp, vanh. Quá đẹp. Cây này ở mã cô mai 29. Không kệ tao nhà cảnh. Cao 58. Mã cô mai. Bốn cây á. Bầu 40. Dứt. Dứt anh em. Tụng anh em. Cây tèo bay nè. Đế ok nè. Đế đều. Chỗ này có cục nu á. Đây. Cây cục sống á. Cây nào hay có cục rồi, sống thì là chi đẹp okay luôn, vanh. Cây sạch sẽ mấy anh em. Nắng trên. Vanh 25. Cao 43. Bay 49. Bầu. Bầu 37. Chốt anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Lực anh em ơi. Hồi đế ok nha. Rồi cây này đi ngâm kích rễ luôn anh đế ơi. Được. Mi đi. Chốt. Bỏ chậu đâu. Vành 32. Chậu chồng rồi bỏ chỗ đó. Vành 32. Cao 30. Bầu. Bầu 32. Dứt. Dứt mình. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một khôi nữa mình mới đổi địa điểm nha. Nè, đế nè anh em nè. Quá đẹp luôn nè. Nè, chì. Cây này mini để bàn. Nhưng mà hợp lý lắm anh em mà. Đầy đủ luôn. Đầy đủ để chơi luôn. Về chứ chơi khỏi cần ghép luôn nha anh em nha. Cây này là Tết năm sau là ho luôn á. Quanh. Kiếm cái chậu gốm đẹp đẹp bỏ cho chơi luôn. Quanh 20 nha anh em. Cây này giống như mình uống sẵn rồi anh em. 20 cao 47. Ngang. Tiếng ngang 44. Bầu 42. Chốt dứt, anh em. Chốt anh em. Đẹp anh em à. Quá đẹp luôn anh em à. Ôi trực nữa. Cây đế quá vip luôn anh em ơi. Đế quá vững luôn. Chì nè. Chì quá đẹp luôn ha. Quá đẹp cho một tình. Chì bao phê. Hoành luôn anh ơi. Rồi hoành. Hoành 26. Cao 89. Bầu 36. Chúc anh em sưu tầm ủng hộ nha. Tiếp tục một cây mini xương đẹp. Đế quẩn. Cây co lắc rất là đẹp. Bộ chi nè anh em à. Khá đẹp anh em ơi. Cây này là để zin hết anh em ơi, khỏi cần ghép. Quá đẹp cực tình luôn. Quanh. Quanh 20. Cắt chỗ đây là chơi một chi bên cao đẹp. 51. Quá đẹp. Tiếng ngang 56. Cây già cây bầu này 33. Chốt anh em. Cây đẹp á. Dứt đây. Tiếp tục một cây hai thang nha anh em nha. Cây này hai cây quá. Phải chi được. Một thang bay một thang trực nha. Cây mà dính cứng nha mấy anh em, biết phải một cây không biết mà nó cứng ngắc rồi nha mấy anh em. Cá cứng. Cái nhờ chi này léo anh. Vành 36. Cao 43. Tiếng ngang 46 anh em. Dứt. Anh em lại tiếp tục một cây tàn zin mini đẹp. Để ok. Cây tàn đẹp lắm anh em à. Ha. Bộ tàn bao đẹp luôn. Để vậy chơi thôi anh em. Quanh. Rồi quanh. Quanh 20. Cao 50. Té ngang 59. Dạ, chốt anh em. Bầu anh. Cây đẹp nha. Bầu bầu. Ủa, bầu đó. Bầu mà. Nghe rồi, nghe nghe. Bầu 35. Tiếp tục anh em. Một cây một cốt chi đẹp. Bộ xương rất là đẹp, nghệ thuật luôn anh em. À, cây khá nghệ thuật. Cây già cây lắm anh em à. Cây này để zin chơi rất là đẹp nha. Quanh. Quanh 22. Cao 67. Té ngang 54. Bầu 35. Chốt. Tiếp tục anh em ơi. Cùi đế đẹp nữa. Cây lắc rất là đẹp nha. Cây có miếng lũ này nè. Đấy, cây quá đẹp luôn anh em ơi. Quanh. Cây bộ tàn zin lắc lượng quanh đẹp. 27. Này mà chơi chơi gì nữa nè. Cao 51. Đến ngàn 49. Chốt mà anh em. Bầu bầu. Lộn bầu miếng ta. Bầu miếng mấy. Bầu 38. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi đế được nữa nè. Đế được nè anh em à.
cây vô này nó có cái thắt cục bú nó đọc nha. Rồi vàng chi tay mịn hợp cây lý dập mình em nha, hợp lý cục luôn nè. Quanh quanh 31 cao 57 có một chi phóng 44 bầu 33 chốt anh em. Chụp anh em một cây nữa để ok nha anh em nha, cốt à cây văn nhân nha anh em nha, to lắc này. Ai thích chơi nghệ thuật văn nhân dứt quanh 20 cao 52 bay 46 bầu miết luôn miết luôn bầu 31 chụp anh em một cây đế tạm ổn nữa nha anh em nha. Đấy, cây đế ok, chì đẹp luôn anh em à. Cây chì rất là ok nha. Rồi quanh luôn. Cây quá đẹp. Quá đẹp luôn anh em à. Quanh 34 cao 77 dạ luôn. Cái ngang 43 bầu 40 tục anh em ơi, một cây nữa nè. Bộ xương khá đẹp. Cái này là ngày đế xưa ông già ông tao tự làm nhưng mà anh em ông lấy đục đục. Đế bao phê da này sao ông cắt gọt lại thao keo vậy. Đế quá đẹp. Chì nè. Chì cái quá già luôn anh em ạ. Cây bao già rồi. Chì đẹp. Quanh. Mấy đây người ta làm xong rồi gọt hết rồi ta băng bầu. Cao 83. Về khỏi mất công xử lý. Cũ bự. Té ngang là 69. Bầu 40 chốt anh em. Dứt đi, chỗ này nó dính độc không? Dạ, cây dưới chọc. Tục anh em nè. Rồi, tiếp tục. Để nè. Để ok nữa nha anh em nha. Cây bộ chi khá đẹp. U, chắc cây này có lỗ bọng. Ok, có lỗ bọng sau đó nha. Có lỗ bọng nè. Chi đẹp luôn. Vàng chi bao phê luôn chọc. Chi quá VIP luôn anh em à. Quanh. Quanh. Quanh 24 cao 54 quanh 24 té ngang 61 bầu 34 chốt mấy anh em tục anh em nè, một phôi đế tặng được nữa nha. Cây sạch cây không lúa bọng cây chi cũng tạm được chút mình dạng cây nó mỏ rồi quanh luôn anh ơi. Quanh 24 cao 54 có một cái cành phóng, cành phóng 50 bầu 33 chốt mấy anh em. Rồi, tiếp tục anh em ơi, một phôi đế ok nữa nha anh em nha. Đây lấy lộn cây á, đế rất ok, chì bao đẹp, cây già, cây nhìn, cây nhìn quá lâu rồi anh em à. Dứt đi, cây này cây này kiếm chậu men vô đẹp lắm. Quanh 28 cao 70 té ngang 51 bầu 34 chốt anh em. Dứt. Tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nữa. Đế quá đẹp anh em nha. Cây xiên anh em. Cây bay xiên. Quanh. Cây sạch cây không lũ bọng ba chi. Quanh 36 cao 67 bầu 38 chốt. Cục một cây trực hai thăng nha anh em nha, hai chi chi lên song sinh với nhau nha. Đế này tạm được, hơi lắc nhẹ chỗ này. Đấy, bộ chi đẹp sạch cây. Rồi quanh mư quanh 26 cao 77 bầu 37 chốt anh em. 30 tiếp tục Elever. Một phôi đế ok đó anh em. Cây lắc nhẹ bay chi đẹp luôn nè. Chi đẹp anh em ạ. Đấy anh em thích chơi cây tàn lỡ cao thì dứt. Thích lùng thì cắt lùng. Quanh. Rồi quanh. Cao chỗ đẹp luôn. Trồng xuống được. Quanh 31. Cao 1m2. Bầu. Bầu 42 chốt anh em. Tụi anh em một cây đế rất là đạt nha anh em nha. Đế ok nè.
Đây đẹp chi đẹp luôn em ạ. Cây bồ chi khá lạ luôn. Quanh bay vững. Quanh 29. Cao 49. Không cần phóng ra. Phóng 54 nha mấy anh em. Chức kìa anh em. Khá đẹp. Tục một cây lực nữa nè. Đế đẹp lùng lực. Ba chi trực lắc quanh. Quanh 34. Cao 47. Bầu 45. Chốt mấy anh em. Dứt đi. Cái tàn bay tiếp nữa. Tục anh em ơi. Tàn đế ok nè anh em ơi. Đế nó quặn vô bầu đi mấy em. Cái này mạnh nha. Bao xung luôn. Chì đẹp. Cái này dự lên hết rồi anh em nha. Cái này lên mầm luôn rồi. Quá đẹp. Bộ tàn đẹp ạ. À. Vành đi. Cốt tàn ok. Vành 31. Cao bay là 90. Bầu 42. Chúc anh em. Tiếp tục anh em. Một hồi đế đẹp nữa. Cây đế quá ok luôn. Chì đẹp luôn anh em à. Cây có miếng thẹo cho ra nè. Quanh. Quanh 27. Cao 72. Bầu 38. Chốt mấy anh em. Tiếp tục anh em à. Một cây đế đẹp ok nè. Đế quá vững. Quá chắc anh em ơi. Chì cũng đẹp luôn. Cây lực. Vành luôn. Cây đẹp ạ. À. Có đỉnh đồ đàng hoàng hết. Vành 33. Cao 76. Cao 67. Bầu 42. Chốt anh em. Tục anh em. Một phôi đế ok nữa. Dễ nhiều lúc. Cây một cốt. Cây đặc sệt. Ở đây có một miếng thẹo, hai miếng thẹo. Chì rất là đẹp nha. Vành anh em ơi. Cây quá phê. Vành 34. Cây nhìn cổ lắm anh em à. Cao 63. Bầu 39. Dứt. Tiếp tục anh em ơi. Một cây nghệ thuật. Để bàn. Rễ nơm. Cây này hoành khủng anh em à. Cây sạch. Đẹp. Cỡ cái dựa. Hoành 20. Để giá xin cho anh em trai. Cao 43. 45, cả 45. Bầu 33. Chốt. Tiếp tục một cây đế được nữa anh em à. Dễ đâu cũng tạm được. Thèn là dính rồi. À, cây bồ chi bao đẹp luôn. Cây có miếng thẹo này anh em à. Chỗ này với lại chỗ này nó dính nhau anh em thấy không? Chỗ này nè. Khá lạ đây. Ở đây nó dính vào đây. Quanh. Quanh 27. Cao 56. Còn màu quá. Bầu 32 mấy anh em. Dứt. Chốt. Tục anh em. Một phôi đế đều đẹp. Cây một cốt. Dốc ngọn. Do bộ chi bao đẹp. Quanh. Quanh 30. Cao 91. Bầu 40. Chốt mấy anh em. Tục anh em ơi. Một phôi nè. Cây cốt ok nha anh em nha. Chi đẹp. Đế đẹp. Quanh. Quanh 35. Cao 75. Tục 35 75 dê luôn. Bầu 38. Chốt anh em. Tục anh em nè. Một phôi đế đẹp nữa nè. Hai chân xuống. Tải dàn đế ra. Chi đẹp luôn. Quanh. Quanh 32. Cao 82. Bầu 38. Chốt mấy anh em. Tục một cây nữa. Cây xiên anh em nha. Sạch cây. Đế ok. Rồi. Chì đẹp luôn. Quanh. Quanh. Cây quá ok. Quanh 29. Cao 44. Cành phóng 40. Bầu 42. Chốt mấy anh em. Chọc anh em, một phôi đế ok nữa nè.
đế rất là ok nha anh em nha. Cây xiên bay luôn anh em, chỉ được sạch cây luôn. Vành 33, cao 37, cành phóng 42, bầu 38, chốt mấy anh em. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế ok nữa. Anh em chụp hình chưa? Có, chụp dưới kia. Cái gì hả? Cây cốt rất là lực. Cây trên này có miếng thèo nè anh em. Cây này dễ con nhiều lắm anh em. Dễ bên dưới này nhiều lắm nha. Quang. Vành 41, cao 56, bầu 50, dứt. Tục anh em ơi, một khôi cốt được chì đẹp tàn zin, mời anh em sưu tầm. Đế đẹp luôn anh em à. Rồi vành, vành đi. Vành 27, trái mạnh mà, ha ha, vay vay. Cao 1m05, bầu 42, chốt mấy năm dứt tới được anh em. Cây chéo bằng nhân em đẹp quanh. Quanh 24, cao 56, bầu 32, chốt mấy anh em. Dứt đi. Chốt nhanh lên anh em ơi, đế đẹp nè. Đế thú anh em. Xiên chây được luôn, quanh. Quanh 30, cao 45, bầu 39, chốt mấy anh em. Dứt. Ngon người của ai à? Tiếp tục anh em ơi, một cây một cốt. Bây giờ làm gì hả ông? Đế ok. Cây khá đẹp anh em ạ. À, anh em được quanh. Quanh quanh 41, này cao 1m7 á anh em à. Nghe anh em, nghe anh bầu ngày mai bầu 45 anh em ơi. Cảm ơn anh em theo dõi clip nha, chúc anh em một ngày tốt lành, hẹn gặp lại anh em.